hái chị đi. Không muốn vẽ mặt con hả? Ok, vô lấy đi, vô lấy đi, vô lấy đồ đi, mẹ vẽ mặt cho. Không, còn vẽ mặt đâu rồi? Đây nè, đây nè, ok. Rồi, chơi đây, thì giờ chơi vẽ mặt nha. Yes, but I will rip the top off so you can. Bỏ mắt kính ra. Rồi, để ta đây ngồi. Rồi, con ngồi cái ghế của con lấy cái ghế của con, chạy con ngồi xuống đây nè, ghế đó. No, I don't like. Con muốn ngồi đây hả? Wow, con này dữ à. Okay. Well, can I rip that off first? Ok, con làm ra đây. Ok, hôm nay là mình vẽ mặt cho chay nha cô chú. Sorry cô chú, hôm qua không có video clip của chay. Tại vì gia đình đi chơi về trễ quá, không có clip của chay được. Sao? Nói lớn lên. Cô chú ơi, con chú là sẽ hả? Cô chú ơi, bữa nay con vẽ vẽ mặt, con chơi vẽ mặt. Con tự làm hay là mẹ làm cho con? Thôi bây giờ mẹ làm cho, để mẹ làm cho, đừng có biết làm tầm bậy. Rồi ok, quay mặt qua đây. Rồi nhìn thẳng, nhìn thẳng đây nè, nhìn thẳng vô camera. Look straight to the camera. Ngước mặt lên cao quá. Rồi vậy thôi, đúng rồi. Nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại nha. Nhắm mắt lại, nhắm từ từ thôi. À, trời ơi đẹp lắm á. Can I paint by myself? Chưa, để mẹ tự làm. I want to. Rồi mẹ làm xong rồi cho con, ok. Rồi tới mắt bên này, nhắm lại nha. Nhắm lại đàng hoàng, đừng có nghiêng ngoa quá nha. Ui trời, đẹp. Chưa. Please. Cái gì con tự làm không? Rồi thôi tự làm đi. Can I have a paint? Có được đời không? Okay, I got. Can I paint your face too? Daddy, can you wet her mirror so she can see it? A mirror? Rồi, con có biết con đang vẽ gì không? No. Vậy sao con vẽ làm chi vậy? Mình không có biết mình đang vẽ gì mà tại sao mình vẽ? Ngộ gì? How about this side? Cái bậy bạ không nữa nè. Kiến nè. Rồi, coi kiến này. Con thấy mẹ vẽ con đẹp không? Cái này nha các bạn, cái này là cái màu nha các bạn. Cái màu để vẽ, dành để vẽ cho riêng cho khuôn mặt nha các bạn. Đó. Màu đó vẽ dành riêng cho khuôn mặt á. Để coi nó lên nó vẽ tới đâu nha cô chú nha. Coi nó chơi tới cỡ nào. Này mày cầm cái kiến cho. Đó. I need. Chúc cười. Cười tươi như heo vậy đó. Này mày cầm kiến cho con thấy rõ ràng nha. Thì khổ dữ chơi. Oh, she's doing it herself? Yeah, she doesn't want me to do it. Oh, okay. Cười tươi ha, thôi. Con khá dễ dễ hay không? Trời ơi, đẹp lạ. Đẹp lạ, dễ sợ thiệt á. Người tới cái đó là cái gì vậy? Sponge. Sponge hả? Sponge để làm gì cái này? Nhìn thẳng qua đây, nhìn thẳng. Oh, it's a drawing too. Ừ, cái đó dễ luôn mà. Ui chà, cái đó dễ dữ. Không, qua đây này để mày dễ chân mày cho. Đưa đây để mày dễ chân mày cho. Để dễ râu cho, râu mèo. Để dễ một cái một thôi. Một cái một, ba cái. Thôi, đưa mày dễ cho. Cái này nó kỳ ghê. I don't need your help. Trời, không cần mẹ giúp nữa. Nhưng mà mẹ vẽ đẹp hơn. Trời, con vẽ bia hả? Con vẽ cái râu quá hả? Trời ơi, vẽ râu làm chi vậy? Because it looks funny. Trời ơi, trời, nó nói tại vì nó vẽ vậy, nhìn mắc cười vậy là nó vẽ để cho mắc cười chứ không phải vẽ đẹp nha cô chú nha. It's mustache. The mustache. Đây mẹ vẽ cái râu có riêng con mèo nè. Quay qua đây nè, coi nè. Một. Hai, bên đây nữa. Một. Hey. Dữ. Trời ơi, hoạch vậy luôn hả? Vẽ giống hề quá vậy. Mày sao vẽ con màu đen vậy? Mustache up. Mày sao vẽ con màu đen vậy? Because. Okay, let me draw. What's up? Oh yeah. Chơi màu gì đi, chơi màu vàng đi.
Cái gì vậy? Có đồ dữ à? Trời ơi, có đó màu xanh đó. Mà anh đang chơi rainbow. Ồ, giờ bây giờ vẽ ra qua giờ trời tới 7 sắc cầu vòng luôn rồi cô chú ơi. Má trời, bữa nay cho nó chơi bữa đi. Lâu quá rồi không có cho nó thỏa chí anh hùng nữa đó. Các bạn thấy không, chỉ do cái này nó thiết kế vẽ lên mặt á, nên là vẽ lên cái nào nó lên liền màu ha. Mấy đầu mình thấy mình tưởng bút gì màu rồi này kia. Con vẽ cái hoa đi, con vẽ trái tim đi con. Vẽ trái tim đi. No, I not pretend. À, giả bộ hả con? Ừ, quá thôi rồi con. Ừ, quá dữ luôn. Còn gì nữa? Yes. Vẽ mai. Nãy giờ con vẽ không có giống nhân vật nào trong này hết á. I'm trying the changing one. The changing hat one. Đang vẽ là phải vẽ nguyên cái mặt màu trắng rồi vẽ cái kia màu đen nhìn mới giống chứ vẽ gì lạ lùng vậy. Không có một chút pha học gì hết. Thôi dừng là hư mất kìa, uống kìa. Thật ít đấy. Con chưa vẽ con. Vẽ là gì đúng không? À, con tự cầm đi. Kẹp vô đúng rồi. Kẹp vô ngồi đi. Được đời không? Dễ nose nha. Cầm cái nose của con là để mẹ dễ nha. Không có cho dễ cái nose nha. Cái nose là để mẹ dễ. Quá trời. Đừng có dễ cái nose nha. Đây nè, để mẹ dễ cho nè. Cái nose này mày sẽ dễ một cái này nè. Một cái vòng tròn. Đó, đẹp không? Look at the nose like this. Yes. Can I have that? Đây nè. Chỉ cho. I want the white. Đây nè, đây mày chỉ cho một cái một thôi. Từ trên đây quạt xuống. Nè. Polka dot. Chỗ polka dot để cho nó dễ từng chấm. Cái gì con cũng quẹt cho màu đen hết, cái viết hư cái bút chì đó luôn. Nếu mà làm polka dot là phải làm nhiều lên, nhiều lên. Chỗ cái này đụng vô là nó ra màu liền hết chị. Đây nè, nhiều lên. Chấm. Nhiều lên. That's cool. Nhìn cái đó ngầu quá cô chú ơi. Anh đang làm. Rồi vẽ luôn đi, sách in thì vẽ luôn đi, chơi hết ngày nay thôi nghỉ. Cái hộp này ba nó mua cho nó mấy tháng trời đó cô chú, để dành cho tới giờ luôn. Để coi chút nữa con người con ngợm nó ra tới mức độ nào. Rồi, vẽ trái tim nha. Mẹ chảy trái tim tại vì mẹ yêu trai. Đó. Trời ơi, vẽ màu đen cho nó luôn hả? Trái tim sao màu đen? Mom, I need your love. I need your time. Thôi ơi, bỏ kiến xuống, bỏ cái kiến xuống mà dầm được rồi, diễn đi. Ok. Okay, I need your love đi, I need your love đi. God, can I see the rồi, I need your love. I need daddy your love. Đúng rồi. I need your time sao? I need your army. Yeah, it's okay. Feel free to do it. Nó nói hả, con sẽ vẽ hết thân người của con luôn, nhưng mà nó nhìn Ngọc nha. Nó nhìn Ngọc rồi con, Ngọc phản ứng như thế nào, Ngọc nó muốn làm gì nè. Thích quá vậy. Rồi, I need your love đi. I need your love. I need your time. Everything is wrong. You make it right. I feel so. Hi. Trời ơi, vẽ cái mũi lên. Quá trời dữ luôn. Cái tô bình xịt với Bali vẽ không? Yes. Yeah. She can hear vậy. Rồi cô nhìn vô cái camera, cô nói Bali ơi. Bali ơi, you want to draw with me and you let your mom draw and I will draw by myself. Cô nói gì nói lại, nói nhanh quá mẹ không nghe. Cô nói gì Bali ơi sao? Rồi đó, nhẹ nhẹ thôi gãy. It's okay. Nó Bali cái nó làm tăng một, tôi chưa kịp dịch luôn á. Ý nó hỏi Bali muốn vẽ với nó không đó. Nó kêu là hình như nó kêu là Bali để cho mẹ Bali vẽ cho Bali đi, còn á hả, còn chay thì chay sẽ tự vẽ cho chay. Đây này, cái đôi bịch này nè, nó có cái bịch này, bịch gì vui này chay nè. Bịch này chắc nặng nó vui lắm nè. Bịch đó chắc nặng nó vui lắm á. No, what's this? Cái này hả, cái này là cái mắt cấp đó, mắt cấp giống như cái đó đó. Can I make up? Rồi ngồi xuống. Where have a makeup bag? Hả? Oh, drawing. Is this the one? Không.
cái này là cái nhận cái bảy không mà cái này để cho cái ấy. Mấy mẹ con thấy này cái gì đây? Cái này cái gì đây ta? Cái này là làm gì đây ta? Cái này chắc gì quá. Cái này chắc định gì nè. Biết nữa mẹ không biết cái này sẽ làm gì nữa chứ. Mẹ bó tay đó. Oh yes. Nè, tiếng này tiếng nè. She best stay with this color. Trời ơi, cái mặt vậy là cũng nát bấy hết rồi, còn dễ gì nữa. Mình cho mẹ. Ừ, hết chỗ dễ con mặt rồi. Oh, look. Oh, đẹp không? Hot, it looks that. It's look đẹp hả? Con nói đi, đẹp quá mẹ ơi. Đúng mẹ ơi. Lớn lên. It's stupid. Đẹp quá mẹ ơi. Oh, stupid. Nói đi, đẹp quá mẹ ơi. Nói, đẹp quá mẹ ơi. Không nói thôi, không mua nữa. Please. Đẹp quá mẹ ơi. Đẹp quá mẹ ơi. Mai mốt. Mẹ bớt. Mẹ mua. Nó đi mua. Cho chay nữa nha. Cái chân nữa mẹ. Mom, are you the girl when I was a little baby? Đúng rồi, ngày xưa con cũng vẽ y chang vậy đó. Đúng rồi. Nó nhớ cái video của ngày xưa đó. Có một lần nó cũng vẽ y chang vậy mà nó tối thui, tối mù. Con chút nhớ không? Phải thải nó vô á hả? Nhà tắm nó tắm ở trong đó cả buổi luôn. Xanh lè cái bồn tắm luôn. Cái này chắc là lấy cái makeup remover cái mình. Can we keep it all long day? Cái này không phải là chơi hoài nha cô chú nha. Ngọc biết là sẽ có những cô chú vô nói là cho dập ấy đồ này kia khác nọ, đồ hư da hoặc là không có nên cho chơi vậy, nhưng mà cái này là ngọc muốn coi cái sự khám phá của nó tới mức độ nào, tới đâu và nó sẽ vẽ cái gì. Ngọc muốn thấy được cái điều đó, chứ không phải ngày nào cũng soi lên cái này để chơi. Trời, giờ tới cổ luôn rồi hả? Hay quá luôn ạ. I can sing. Rồi con ngước cổ lên, ngước cổ lên. Đúng rồi. Đưa cái mỏ bư lên. Đưa cái mỏ. Help me pick my neck. Rồi, ngước lên đi mày làm cho. Ngước lên, ngước I lên. I pick this card. Mà đó phải không? Ok, ngước lên, ngước lên. Nhỏ. That is a ticker. Nhỏ. Oh, silver, I forgot. I pick silver, I forgot. I pick silver, I forgot. À, còn dùng lấy silver không? Mom, can you help me please? Rồi, giờ mai nào? Silver, pour silver. Silver nào, lụm lên đây, lụm lên. Silver. Pink, I was sick, Mom. Pink, I was sick. Silver không? Ok. Rồi, màu ở đâu? Dễ như đây hả? Mẹ không biết vẽ cái gì luôn á chơi à. Mẹ là mày chịu thua á chơi. Diện cục nguyên một cục. Đi, đưa cái mặt đây, đưa cái mặt đây. No, just I want to do it. Để mẹ làm chứ. No. Kỳ ghê, thôi tự làm đi, muốn đừng nhờ nữa nha. Bực quá à. Giờ muốn chơi vẽ giùm rồi gì hết rồi. Đây nè, mẹ muốn vẽ cái đường kẻ dưới đây nè. Đây nè, con dưới con mắt đây nè. Đó, nhìn đây nè. Nhìn nha nha. Can I do it? Thấy chưa? Let's mix paint. Bây giờ mix nó chung lại với nhau hả? Con lúc nào đưa cho con cái màu sắc gì con muốn mix nó chung lại với nhau hết luôn á. See what it looks like. Ừ. Nó muốn mix để coi hai cái màu này á chung lại với nhau thì nó sẽ thành ra màu gì á. Đó. Thì con nếu mà con mix hết chung cái đám lại nhau thì nó ra màu xám màu đen thôi chứ còn không có màu gì. Oh, it turned to green. À, nó vô màu xanh hả con? Phải không? Màu vàng với màu xám nó ra màu xanh hả? À, nãy giờ vẽ đã rồi đó, giờ tới giờ là khám phá đó, khám phá màu. It looks like chocolate. À, nhìn giống như sô cô la. Can I hit your face? Muốn vẽ mẹ luôn hả? Uh-huh. Thôi đi nghỉ đi. Thôi nghỉ đi. Thôi nói chẩn cho con vẽ mẹ đi, ok, vẽ mẹ đi. Okay. I'm gonna paint you. Chưa, để bây giờ mày ngồi đây. Đi cô đây ra, mày ngồi xuống đây. Ngồi thế chỗ con ngồi lên đây đi. Ok, mẹ bữa nay mẹ chơi luôn, mẹ cho con vẽ mẹ luôn, ok. You got something right. Ok, there. Biết rồi, giờ này qua. Rồi, ok, bây giờ con vẽ mẹ nha. Thank you.
how long is it going to be until it's done? An hour. An hour? Okay, I got to take her car and... the lake, so. Oh my god. JD, stop. Okay. Rồi, được rồi. Bây giờ con chạy qua cho con kêu bà đi lau rạch, cho bà đi lau rạch coi mặt con đi. Yeah. Ok. Con có bãi nhà không? Mẹ nghi bóng có nhà quá. Có không? Chắc bóng có nhà rồi. They're not home, they're up north. Oh, they're up north? Yeah, they're up north. Thôi cô chú ơi. Jacob's home. You can show, go upstairs and show no. Jacob. Ok, cái video clip chay vẽ mặt hôm nay tới đây là xong rồi. 21 phút. Nãy giờ lâu lắm rồi. Ừ, con vẽ mẹ thêm đi, nhưng mà mẹ bye bye cô chú được rồi. Ok, bây giờ con bye bye cô chú đi. Bye cô chú. Cảm ơn cô chú đã xem video. Thank you. Xem video. Yo, and now I'm gonna paint your face. Say I love you, Chukama. I love you, Chukama.